Xin chào bà con cô bác vùng xa. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Có đến chỗ Minh Trí ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Và có review một số cây nguyệt quế và cây bông giấy và có báo giá luôn nha bà con. Rồi chào anh Trí chứ. Rồi chào anh, chào tất cả bà con cô bác. Hôm nay em có đem về là một cái phôi bông giấy sát pháo ha, với lại là 13 cái cây nguyệt quế thành phẩm mà em cắt cắt lá sơ sơ nha bà con, giao lưu cùng bà con. Em ở địa chỉ là ấp Ninh Thới, xã Thới Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại em là 0937564260, cũng là Zalo luôn nha bà con. Đầu tiên là cây bông giấy mới về, chưa có ghi số, chưa có vệ sinh luôn nha bà con. Đo cái chiều cao nó chứ. Chiều cao được 80. Cành bay này. Cành bay ngay tới tâm của nó 75. Quen vòng ra. Cây này có dáng thế rất đẹp nha bà con. Chưa vệ sinh nên nó còn sình đất rất là nhiều nha bà con. Cây này không mục nha bà con. Đo cái hoành thân chỗ này, ở trên đây luôn. Trên đây là 45. Cái hoành cũ của nó. Hoành cũ là 85. Xây dòng đế luôn nha. Xây dài dòng. Đây, cái củ nó rất là quái nha bà con, giống như củ phai mì. Rồi cái bông giấy này, cây bông giấy này đặt số 0 nha bà con, tại em chưa ghi số kịp. Em giao lưu bà con giá 5 triệu, em bao phí ship toàn quốc nha. Nhà hôm nay với lại là nhà chi ân khách hàng hồi đó và ủng hộ em nhiều mấy thời gian qua, thì mỗi lần mỗi cây của bà con mua cho em tặng bà con thêm là một cái cây bánh mía tân quay viên nha. Dạ, đây em quay cần lại cái bánh mía ha. Cây nào cũng cây nào cũng mua là có bà, bánh bà con mía mua đó. Một cây là tặng một cái bánh mía. Dạ. Kèm theo nha bà con. Hai cây là hai bịch ha. Dạ. Mua hết thì nguyên thùng quá. Dạ. Rồi cảm ơn bà con. Xuống cây. Số 1. Đây là cây số 1 nha bà con. Xem dần cho bà con thấy. Nó giống như cái lô vừa rồi em vừa quay nha bà con. Nó lượn lắc dữ lắm nha. Cây già cây. Cây này chủ nhà chơi cũng gần mười mấy 20 năm rồi nha bà con. Rồi chiều cao được 87. Hoành thân vị trí này 21. Để tạo ra được cái cây như thế này thì rất mất thời gian nha bà con, như giá nó hơi cao chút xíu. Dạ, cây số 1 này em giao lưu bà con giá 1.200.000. Em bao phí ship toàn quốc kèm theo cái bánh mía nha bà con. Rồi, giá 1.200.000 luôn. Ok. Quá dễ. Đây là cây số 2. Rồi, cao được 95. Em quên đo tán ngang cây kia rồi. Tán ngang nó 95 luôn. Hoành nó 28. Mấy cái lô này nó già cây lắm nha bà con. Mấy cây tàn này em cũng hạn chế mô đế nha bà con. Nó dặn mình dữ lắm nha. Rồi. Dạ, cây số 2 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Kèm theo cái em bía. Là tất cả cái cây ngày hôm nay em bán là đều có tặng bánh bía cho bà con nha. Một cây là một cây bánh bía nha bà con. Lên được.
Đây là cây số 3. Chiều cao hết trước dây nha bà con. Tán ngang 1m1. Thân nó già dặn, nó gân guốc chứ lắm nha bà con. Nó giống như xoắn ốc vậy. Người ta tạo dáng từ nhỏ lên cái thân nó được rất là đẹp nha bà con. Nó u nần lên cục cục luôn nha bà con. Anh đó hoành thân. Cái này được, dê thứ. Hoành nó 26. Rồi, cây quế số 3. Quế lá chung bông chùm em giao lưu bà con giá 2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Số điện thoại của em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Rồi xuống cây cho. Rồi. Đây là cây số 4. Cao 1m2. Rồi tán ngang 1m nha bà con. Hoành thân đo vị trí này đi, 28. Xem giờ để cũng tương đối đều nha. Mấy cái đàn này ít có môi ra hết nha bà con. Rồi nó cũng lượn lắc như cây vừa rồi. Rồi cây số 4 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Mang xe về dòng. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mà luôn nha. Em theo cái em bé luôn. Cái này em bé chắc phải gói trong cái hộp riêng rồi. Nó gửi được. Rồi cảm ơn bà con, xuống trang nha. Cây số 5. Theo là cây số 5. Rồi cao hết trước dây luôn nha bà con. Tán ngang nó được 90. Vành đo sát cổ đế luôn, 27. Cái này để cũng đế nôm cũng tương đối đẹp nha bà con. Và lượn lắc nha, nó giống như con gắn luôn à. Rồi cây số 5 này em giao lưu bà con giá 2 triệu. Bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Số điện thoại em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Đặt xuống nha. Theo là cây số 6. À, cao được 1m1 nha bà con. Hoành nó 27. Cây này nó lượng dữ lắm nha bà con. Rồi cây số 6 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Số 7. Tiếp theo là cây số 7 nha bà con. Rồi cao cũng hết trước dây nha bà con. Tán ngang nó được 80.
Hoành vị trí này 20. Nó lượng quá trời giống như con gắn luôn rồi. Rồi cây số 7 này em giao lưu bà con giá 1 triệu. Quay về vòng. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. Mấy cây này quấn đi rất là khó. Rồi giá 1 triệu luôn. Cây số 7. Các cây đều có tặng bánh mía hết nha bà con. Rồi cây số 8. Đây là cây số 8. Cây số 8 này mình lật xuống là tạo cành gián đổ cũng được nha bà con. Rồi chiều cao được 80. Ngang hai cái tàn này 100. Thì để nơm nha bà con. Đây. Nhánh này mình bật xuống làm gián đổ được nha bà con. Hoành nó 22. Rồi cái số 8 này em giao lưu bà con giá 1.500.000. Em bao phí ship toàn quốc nha. Bao ship bao sống luôn nha bà con. Rồi xuống đây. Đây là cái số 9. Rồi, chiều cao cũng hết trước dây luôn nha bà con. Hoành nó tính 20 đi anh ơi. Rồi, hoành 20. Cái này đế cũng tương đối nè, không có làm. Rồi, cái số 9 này em giao lưu bà con giá 1 triệu. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Trên đây đế một cục trên đây nha bà con, không có môi nè. Mua ra một cục luôn. Chúng nó chúng. Số 10. Tiếp theo là cây số 10. Rồi, cao được 95. Hoành thân là 19 nha bà con. Rồi cây số 10 này em giao lưu bà con giá 800. 800 tặng bánh bía nữa còn nhiêu tiền đó. Rồi. À, giá 800 luôn. Sang nhập. Mấy cây này nó u cục hết trơn à. Nó già cây lắm rồi nha bà con. Rồi xuống. Cây 11. Cây đế nôm, đế cua nha bà con. Giống như con cua. Rồi, chiều cao là 1m2. Hoành thân nó 27. Cái này đế của nó khỏi đâu hoành đế, nhưng mà thấy nó đế nó quá trời rồi. Như con cua vậy. Rồi cái số 11 này em giao lưu bà con giá 1.600.000. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Số điện thoại của em là 0937 564 260 cũng là Zalo luôn nha bà con. Rồi xuống nha. Đây là cái số 12. Rồi cao hết thước dây luôn nha bà con. Nãy quên đo tán ngang hoài luôn. Tán ngang nó được 90. Hoành vị trí này nó 21. Rồi hoành 21 luôn. Đế cái này cũng tương đối đẹp nha bà con. Rồi cây số 12 này em giao lưu bà con giá 1.500.000. Đưa cho anh biết nó luôn. Kèm theo cái anh bé tăng quay viên nha bà con.
ban dầm đang sắp. Vừa chơi cây vừa đánh bía luôn nha bà con. Rồi xuống cây. Đây là cây số 13. Cây cuối clip nha bà con. Được rồi. Cây mini để bàn nha bà con. Rồi cao được 60. Hoành nó 21, 20 đi anh ơi. Cây này lá lớn hả? Lá nhỏ hay là lá chung? Lá tại chung chỗ phân ha. Thuốc nhiều quá cái thấy muốn gần giống như lá lớn nhưng mà là lá chung nha bà con. Rồi, cây cuối clip em giao lưu bà con giá 700. Em bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn nha. 700 cây anh biết nữa, tiền ship chắc hết luôn quá. Rồi, giá 700 nha bà con, cũng có tặng bánh mía luôn. 700 bánh mía. Rồi, hôm nay clip có khuyến mãi ha. Rồi, cảm ơn anh, cảm ơn bà con thời gian qua đã ủng hộ em ha. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Bà con nhớ ủng hộ em qua thì bà đăng ký kênh nha bà con. Cảm ơn bà con. Rồi, chào anh Chí luôn. Rồi, bà con có mua nhiệt quế các cây đều có tặng bánh mía ha bà con. Rồi, kênh là TK Bonsai. Xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác vào video lần sau.